Chào các bạn, mình đến từ máy bán hàng Video 68. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn về cách in cũng như là test về khả năng in mã vạch của cái con Godex EZ130 này. Đây là hàng mới về bên mình. Con này quét cực kỳ hiệu, con này in ra mã vạch cực kỳ sắc nét và hiệu quả. Thì đây mình sẽ nói sơ qua về bộ máy quét này, máy in này. Thì bộ máy in thì full bộ của nó bao gồm thì cũng có dây cáp USB để kết nối giữa máy in và máy tính, thì mình đã cắm sẵn vào đây rồi. Và nguồn đầu nguồn cung cấp nguồn vào cho máy in thôi, thì có nguồn thì mình cũng cho nguồn điện vào rồi. Thì ở đây mình đã lắp sẵn rồi. Còn về phần giấy và mực thì đây mình sẽ có một video hướng dẫn về cách lắp giấy và mực ở trên kênh YouTube của mình luôn rồi, thì các bạn và các bạn xem sẽ thấy được cách hướng dẫn cách lắp mực và giấy dành cho những con gỗ đấy như thế này. Thì đây mình bỏ giấy vào đây. Thì đây là con giấy dòng máy in mực, thì mình sẽ dùng giấy in thường thôi. Đây dùng giấy in thường, mình đang dùng khổ giấy hiện tại là khổ 70x50, thì mình dùng để in test cho các bạn xem về cái độ nét của con máy này, độ nét khi in của máy này. Thì máy mình đã bật sẵn đây rồi và mình cũng đã cài sẵn driver trên máy mình rồi. Thì khi các bạn mua máy bên mình thì sẽ được thứ nhất là sẽ được bên mình hỗ trợ về bảo hành máy miễn phí trong vòng 1 năm, và tất cả những thứ liên quan phần mềm của máy thì bên mình cũng bảo hành trong vòng 1 năm miễn phí hết. Tiếp theo thì bên mình sẽ tặng cho các bạn thêm một phần mềm thiết kế tem nhãn, và bên mình sẽ thiết kế luôn tem nhãn cho các bạn, nếu các bạn có nhu cầu thì sẽ thiết kế luôn tem nhãn miễn phí cho các bạn trong vòng 1 năm luôn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ test về con máy này cho các bạn xem về độ test của nó, độ chỉnh chu của nó khi in ra con tem. Thì hiện tại bên mình đang có phần mềm thiết kế in tem nhãn là phần mềm Bartender. Đây Bartender 10.0. Thì đây cũng chính là cái phần mềm khi mà bạn mua máy thì bên mình sẽ tặng cho các bạn để các bạn có thể thiết kế tem nhãn. Đây ok. Đây mình sẽ mở ra giao diện của phần mềm như thế này. Đây giao diện chính phần mềm. Thì công việc đầu tiên mình sẽ cần làm là sau khi đã cài xong driver trong theo máy rồi, thì cái đấy bên mình sẽ cài rồi. Thì mình sẽ vào phần mềm và mình sẽ đầu tiên phải chọn xem khổ giấy mình đang dùng là bao nhiêu. Thì đây đầu tiên thứ nhất là khổ giấy đây. Mình set up khổ giấy. Thì hiện tại mình đang dùng khổ giấy 70x50. Thì đây trong mình đã có sẵn rồi. Thì mình sẽ kích vào chọn 70x50 thôi. Rồi ok, mình chọn ok. Rồi bây giờ mình sẽ in thử ra một cái loại mã vạch. Thì các loại mã vạch thông thường, mã vạch dài kiểu 1-2-3 như thế này thì nó quá là phổ biến và quá là dễ in rồi. Thì bây giờ mình sẽ in thử một loạt loại mã vạch, thì bao gồm cả mã, bây giờ có hai loại mã mà đang thông dụng trên thị trường nhưng mà nó lại kén máy đọc, đấy chính là mã 1D và mã 2D. Mã 1D là mã thông thường như thế này, và mã 2D là chính là cái mã QR code, đấy là mã vuông. Đây thì mình sẽ in thử cả hai mã vào đây để cho các bạn xem cái độ nét của mã vạch nó in ra như thế nào. Đây đầu tiên mình sẽ dùng mã code 128, chính là mã vạch thông thường. Bây giờ mã vạch 1D đây là mã như thế này. Đây ok, mình sẽ kéo to ra cho đẹp. Ok tiếp tục, mình sẽ chọn một mã nữa là mã QR code, là mã bây giờ là mã đâu, mình xem nào, chọn mã QR code đây. Đây mình sẽ chọn mã QR code là mã vuông. Bây giờ đấy mã vuông, đây là mặc định 1578. Thì bây giờ mình đổi mã đi, đổi ra cái mã đi, hạ nhân đây mình đặt là sẽ nào 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, rồi tiếp tục đây mình cài thêm vài cái mã nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, đây chẳng hạn mình in thử hai cái mã này. Ok, mình in thêm mã nhỏ nữa xem quét nó có ổn không. Tiếp tục mình in thử cái mã nhỏ nữa. QR code. Đây, mình chỉ để nhỏ này thôi. Mình lần này mình không để số nữa, mình tắt số đi. Này, mình sẽ tắt số đi. Đấy, mình thử in nhỏ thế này xem quét nó có ra chính xác không. Cái này mình đang để đây là 1 2 4 5 6 7 8. Đây, cái mã này là mã nhưng để dạng mặc định là 1 2 4 5 6 7 8. Thử tí mình quét thử ra xem đúng không. Tiếp tục đây là mã thường này. Ok, mình cho nhỏ lại. Tiếp quét xem quét. Và mình sẽ quét bằng máy điện thoại nhé. Mình quét bằng máy điện thoại thử xem. Vì máy đọc mã vạch thì máy đọc thì các bạn dùng nhiều rồi, đọc thì gần như là máy cái độ đọc mã vạch của nó rất là chính xác. Thì bây giờ mình sẽ dùng thử bằng điện thoại xem. Cái điện thoại cái khả năng đọc của cái điện thoại nó sẽ không thể nào bằng cái máy quét được.
Thì bây giờ mình sẽ dùng điện thoại xem để chứng tỏ được cái máy này nó in ra chất lượng in nó cực kỳ tốt. Ok, mình tắt số đi. Rồi, ok. Rồi, sau đây bắt đầu mình sẽ in content ra cho bạn. Đây, mình in ra này. Mình chọn máy, đây là con Godex EZ130 này. Sau khi xong mình ấn print này. Rồi, ok. Nó đã in ra này. Đây, mình sẽ lấy. Rồi, ok. Đây, đây là content in mình in ra đây. Wow, quá là sắc nét luôn. Đây, mã vạch 1D đây, mã vạch 2D QR đây. Đây là mã hai mã nhỏ mình để nhỏ đi để tí nữa cứ thử xem có ok không. Thì đầu tiên mình sẽ dùng từ đây, mình sẽ dùng phần mềm quét. Thì đây là mình đang dùng có một cái phần mềm quét mã vạch. Đây là phần mềm quét mã vạch của mình là phần mềm quét mã QR. Mã 1D thì mình không nói rồi, bây giờ mình sẽ quét thử mã QR. Ôi giời, mình vừa mới để đây nó nhận luôn rồi. Thì đây. Ok, mình sẽ quét thử bằng cái này. Bạn đợi mình xíu. Đây nào, xem nào. Ok. Đây. Đầu tiên thì mình sẽ quét thử bằng mã đây, mã to trước nha. Mình gấp này lại để quét cho nó được. Ồ. Đây. Đây, mã QR nó đây, mình quét xem đúng ra số 1234578 không nhá. Đây các bạn nhìn này. Wow. Quá là chuẩn luôn các bạn. Đây. Đang quảng cáo đợi chút, mình tắt đi xem đúng không nhé. Tắt rồi nhỉ. Rồi. Rồi. Quảng cáo hơi làm mất thời gian tí các bạn. Đây mình quét lại này. Rồi. Đây để mình tắt mạng đi, quét cho các bạn đỡ bị gián đoạn xem. Yeah, ok, mình tắt mạng rồi. Quét cho đỡ bị gián đoạn. Ôi, vẫn bị này. Rồi ok, thì các bạn xem từ 1 đến 8 nhé. 1, 2, 3, đây, 1, 1, 2, 7, 4, 5, 6, 7, 8 nhé. Thì đây. Đây, mình vào lại. Ok. Ồ, nhận khá là nhanh. Đấy, các bạn sẽ xem không? Quét khá là nhẹ. 1 này, 1, 2, 7 này, 4, 5, 7, 2, 8 này. Đây. Còn bên này là cái mã này, mã khi nãy là mình để mặc định. Đây, mình để mặc định từ 1 đến 8. Thì bây giờ mình quét thử xem cái mã nhỏ này có ra được không nhá. Nếu mà máy thực sự máy tốt thì các bạn quét sẽ ra. Đây. Máy in rất là chuẩn thì quét sẽ ra. Đây, quét được luôn. Quá là đỉnh các bạn. Đây. Đây các bạn xem này. Đúng mã này lúc mà mình để mặc định từ 1 đến 8 nhá. Đây, đây. Bạn xem ở trên màn hình này. Cái lúc nãy mình để lên 1 đến 8 giờ mình hiện lên đúng số 1 đến 8 không nhá. Đây chính xác số 1 đến 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Trên màn hình này. Quét quá là máy in ra quá là chuẩn luôn. Thế, rồi ok các bạn. Thì đấy là mình đã vừa thử về mã 2D. Thì đây là con máy in Godex EZ130. In cực kỳ sắc nét về hiệu quả. Đây, cho các bạn xem lại một lần nữa. Đây. Rồi ok, máy bán hàng Vinshop 68. Chào các bạn.